hôm nay mình đi siêu thị và mua được cái hành Đà Lạt nè, và mình đã cắt cái rễ và một ít cái thân ra khoảng 10 cm rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm một cái điều rất là hay ho nha. Mình cần có chuẩn bị cái ly nè và khăn giấy. Khăn giấy thì bây giờ mình sẽ đi làm ướt nha. Bây giờ thì mình đã làm ướt xong rồi nè, mình sẽ để vào nha. Và hôm nay mình sẽ trồng hành tại nhà đó các bạn. Mình đặt gì nhẹ vào thôi. Phải làm cái khăn giấy nó thật là ướt nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắt bớt cái rễ này đi các bạn. Cắt bớt đi thôi chứ không phải là mình cắt hết. Rồi mình sẽ cắm vào đây. Tiếp tục đến những cái còn lại. Khi mà cắt xong thì mình sẽ để vào tủ lạnh trong khoảng 6 ngày hang mát nha các bạn. Mình cắt những cái rễ này để khi mà để mình nó mọc ra cái rễ mới á các bạn. Đó chứ mà mình mua hành ở ngoài về xong rồi mình không cắt thì nó sẽ bị chết á. Các bạn nhớ giữ ẩm cho cái cọng hành này nha, mấy cọng hành này nè. Tỉa. Cái cách này thì là mình tìm hiểu trên mạng các bạn, người ta chỉ như thế này đó. Nên là mình trồng thử nha. Lần trước mình trồng nó không thành công thì mình sẽ trồng lại. Lần trước thì mình trồng bằng củ hành này, cắm cắm vô cho nó đầy đầy luôn. Còn mấy cái nhỏ nhỏ nữa thôi các bạn, không biết nhét vừa ta. Rồi bây giờ mình sẽ để vào tủ lạnh nha. Đây đây có chỗ nè, hết chỗ nước luôn. Bây giờ khi mà làm xong thì mình sẽ theo dõi thêm khoảng 2 tuần nữa để coi nó có mọc thêm cái gì mới không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tưới một ít nước lên nha. Mình chỉ bảy bảy thôi các bạn. Tại cái đất này mình nó cho cũng thấm rồi. Một ngày thì mình sẽ tưới 2 lần nha các bạn. Thì đây là cái chậu hành của mình đây, nó lên được như vậy rồi nha các bạn. Thì nói chung nó cũng rất là ổn rồi đó. Nó không cái hành này các bạn thấy không, nó không có cứng với lại dày bằng cái hành Đà Lạt. Nhưng mà cái tại vì đó, chắc là mình nghĩ là do thời tiết khác nhau á. Đó này nó hơi bị héo xuống. Nhưng mà cũng có những cọng nó thẳng lên mà ăn được rồi nè. Và đây cũng là một cọng mà mình trồng thì có vẻ như là nó tươi tốt hơn, nó kiểu dựng đứng hơn đó các bạn. Đó, thì các bạn cứ trồng thử đi nha. Nói chung thì những cái này ăn cũng được rồi. Và ở trong này mình cũng trồng được một số cọng. Đó này là ăn bột chiên như là có luôn nha. Vậy là mình đã trồng xong 2 chậu này rồi nha. Khi có 2 tuần rồi mình đã trồng 2 cái chậu hành này đây nè. Các bạn hãy trồng thử tại nhà nha. Bye bye.